Hà Sĩ Phu và Điệp Khúc Thân Tàu. Hà Sĩ Phu là một trong những cây bút gạo cội của làng Dân Chủ, lải nhải nhiều nhất, nói xấu chính quyền Việt Nam mà không có bằng chứng. Cả đời anh hùng bàn phím của ông không nói chuyện gì khác ngoài việc lặp đi lặp lại điệp khúc này. Mới đây nhất là bài viết nhân ngày mùng 2 tháng 9 cũng nói vài lời về tiêu chuẩn của chức Tổng Bí Thư. Một trong các lập luận quen thuộc của giới Dân Chủ đó là cho rằng chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thân với Trung Quốc. Trong bài viết này, ông Hà Sĩ Phu vẫn tiếp tục dòng luận điệu ấy. Tất cả các đời Tổng Bí Thư đều là người thân Tàu quá mức, kể cả Lê Duẩn, mặc dù có tình huống chiến tranh biên giới 1979, không chú ý gì đến khoảng cách an toàn trước con ác thú truyền kiếp Đại Hán. Về chiến lược giữ nước trước Đại Hán thì tất cả sự tuyển chọn ra các Tổng Bí Thư đều là lọc ngược, bầu ra người dẫn giặc Tàu vào nhà. Như vậy thì đất nước và nhân dân có thể trông mong gì? Chẳng trông mong gì, chỉ xem cuộc bầu như ta xem hài kịch. Ông Hà Sĩ Phu đã bất chấp mọi cứ liệu lịch sử, sẵn sàng bịa đặt một cách không có căn cứ, trong khi nói có sách mách có chứng là tiêu chí căn bản trong phát ngôn của một trí thức. Trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã thể hiện rất rõ quan điểm chính trị của ông trong cuốn nhật ký. Ông viết, phải xây dựng hạnh phúc cho nhân dân, muốn có hạnh phúc cho nhân dân phải giàu mạnh và hùng cường. Đó là vị trí lịch sử và địa dư của Việt Nam. Không thể khác được, vì chúng ta ở bên cạnh một nước mà lịch sử của nước đó chưa ra khỏi cuộc sống người ăn thịt người. Còn về những hoạt động ngoại giao của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hà Sĩ Phu chắc không biết đường lối của Đảng đã chỉ ra rất rõ rằng đó chỉ là biểu hiện cho chiến lược vừa hợp tác vừa đấu tranh. Xa hơn thế, ông Hà Sĩ Phu còn công kích cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho mối quan hệ thần phục Trung Quốc. Thế nhưng, ai cũng biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ rất coi trọng độc lập dân tộc. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, khi Tổng Bí Thư Lê Duẩn chống lại cuộc tấn công ồ ạt của Trung Quốc năm 1979, thì ông Hà Sĩ Phu đang ăn sung mặc sướng trong yên bình và bịa đặt những lời dối trá. Ông lấy tư cách gì để lên án xương máu của những người chiến sĩ đã đổ xuống để bảo vệ hòa bình cho đất nước?